làm sao để có thể vượt qua được cái tình huống đó để mà có thể tự tin hơn nói với người lớn hơn mình. Thì đó là cái mấy bạn em thấy gặp rất rất là nhiều. Ok rồi, không thể thua bóc cứt sao là cái là nhiều người gặp nên xin thêm ý kiến từ góc nhìn của anh. Okay. Câu hỏi thứ nhất, bạn rất hay hỏi là nếu mà làm sao để em có được sự tự tin để nói chuyện với những người lớn hơn mình. Lớn hơn ở đây có khi là lớn hơn tuổi. Chỉ cần ví dụ các bạn đã đi họp đi, báo cáo một chủ đề nào đó mà ngồi phía dưới có người lớn tuổi hơn mình là tự nhiên mình có cảm giác là không dám mạnh miệng để phát. Okay. Làm sao để có thể vượt qua được cái tình huống đó để mà có thể tự tin hơn nói với người lớn hơn mình. Đó là cái mấy bạn em thấy gặp rất rất là nhiều. Ok rồi, không thể thua bóc cứt sao là cái trong cách đặt câu hỏi về mặt cơ bản đó là câu hỏi sai, tức là mình nói là gì, làm sao mình tự tin khi mình gặp người hơn mình, tức là mình đã frame ra một cái cuộc chơi, mình đã set up một cái cuộc chơi mà cơ bản là họ hơn mình, mà bây giờ gặp thằng hơn mình thì làm sao tự tin được. Cho nên là ngay trong cái set up mình frame một cái conversation, trừ khi là mình nói nhảm, trừ khi là mình tán gẫu, ok, là mình không biết là cuộc chơi như thế nào hết. Còn nếu trong phạm vi của công việc á thì anh nghĩ là cái đầu tiên á là trước khi chơi hai thứ mình phải làm ha, là mình phải set up cuộc chơi, và cái thứ hai mình phải định nghĩa được thế nào gọi là winning. Yeah. Win the game, if you want to win the game thì có hai thứ, you need the game and what is winning. Thì khi mà mình set up một cái game á là mình sẽ nói về chủ đề gì, mình sẽ nói về cái mình sẽ trao đổi với nhau về cái khía cạnh gì, thì đó là khi mình sẽ bắt đầu có quyền lựa bỏ những thứ mà mình, ví dụ như nếu anh gặp Mike Tyson thì anh tuyệt đối sẽ không nắm bóc, anh sẽ thi chạy với ông. Nếu mà em là một nhân viên kỹ thuật và em nên gặp sếp và em frame cái buổi trò chuyện ngày hôm nay mình sẽ nói với nhau về một cái em xin được nói về một cái đề xuất về một cái technology mới mà em muốn triển khai cho bộ phận kỹ thuật của mình, thì mình set up cái game đó cái thì khi mình set up cái game đó xong thì mình sẽ lược bỏ được rất nhiều thứ mà mình không tự tin, đúng không? Nếu mà em là nhân viên kỹ thuật đến mà em nói về tình hình kinh doanh của công ty thì rõ ràng em ăn hành. Thì bước vô cuộc chơi đó là mình đã thấy bủng rủng chân tay ngay từ đầu rồi. Để cho cái ý trước nó tròn hơn chút xíu, đó là gì, đó là if you want to win the game thì thứ nhất là phải set up the game. Chơi gì và không chơi cái gì. Cái mình không chơi nó còn quan trọng hơn cái mình chơi nữa. Lại bớt ra cái tự nhiên cái ok. Đúng không? Thì đó là một. Cái thứ hai nữa là gì? Là mình phải define được thế nào gọi là winning. Như thế nào là thắng? Tại vì nếu mà em define là gì? Là mình winning phải thắng, là mình phải chứng minh được là mình thông minh hơn người này. Winning nghĩa là mình phải làm cho người này cảm thấy nhỏ bé, mình phải làm cho người này gục xuống. Winning nghĩa là mình phải chứng minh thằng này nó ngu, nó sai, nó đéo biết gì hết. Nếu em đặt cái target là winning giống vậy, cũng có người sẽ đặt target winning đó. Nhưng anh nói trước, nếu em đặt cái target winning đó thì em phải chuẩn bị tinh thần, cuộc chơi sẽ rất khó. Tại vì chỉ cần em nói 3 câu, thằng kia nó ngửi được liền. Nó ngửi được cái mùi sát khí mà mày phát ra liền. Mà nó đã cảm nhận sát khí rồi là sao? Nó sẽ phản lại. Mới chơi theo kiểu là đôi công. Đôi công là vô lúc nào mạnh thắng thì ok, chơi trong cuộc chơi của mày, trong game của mày, đúng không? Đó, đúng không? Cho nên cái thứ hai là mình phải define được, mình phải định nghĩa được cho mình trước khi bước vào cuộc chơi là winning là cái gì. Thì chắc chắn sẽ có những cuộc chơi đôi công, đúng không? Thì chuẩn bị tinh thần nó sẽ rất là brutal, tàn bạo. Ngược lại là nếu mình làm việc với nhau trong một đội nhóm, trong một cái doanh nghiệp, trong một cái thị trường hợp tác với nhau, thì mình nên set up cái mục tiêu của communications, không phải là tao chứng minh là mày ngu, mà là mục tiêu ultimate, mục tiêu cao nhất và quan trọng nhất của communication, đó là understanding,
là em rất mong là em hiểu được cái mong đợi hoặc là cái trăn trở của anh chị, cũng như em cũng rất mong là anh chị cũng hiểu được cái suy nghĩ, cái trăn trở, cái ý tưởng của em, và chúng ta hiểu nhau để rồi hỗ trợ nhau, để rồi hợp tác với nhau, để rồi vượt qua những cái hiểu lầm, những cái mâu thuẫn. Thì nếu mà mình set up được cái game đó một cách trong sáng, thì very soon cái người đối tác của mình họ cũng sẽ cảm nhận được cái không khí hòa bình, cái thiện chí là cái ý chí lương thiện của mình, đúng không? Thế còn cái ý chí mất dạy đá đẻo, chà đạp nhau đó, thì khi người ta ngửi được cái thiện chí của mình rồi thì người ta sẽ cởi mở. Thì đó là hai thứ quan trọng nhất về mặt fundamental. Set up the game xong thì mình sẽ giảm nỗi sợ xuống. Mình định nghĩa được winning là gì cho đúng thì cái xác suất winning của mình sẽ cao hơn. Đúng không? Thì khi mà cái xác suất winning của mình cao hơn, nỗi sợ của mình giảm xuống, thì Khương sẽ thấy là một cách tự nhiên cái mình nhìn cái việc mình sắp làm nó bắt đầu relax, thoải mái hơn, để mình không có căng lên mà sợ nó. Nhưng mà mình xét là gì? Nếu mà lúc đó mình nhận ra là gì? Là ra là mình cần sếp, tại vì sếp trả lương, có lương mình đói chết, con khóc, vợ cào khấu, cắn đít, đúng không? Thì mình cần sếp. Nhưng mà mình cũng phải nhận ra là gì? Là sếp cần mình. Thì đến một ngày nào đó khi mà mình nhận ra là thật ra là chúng ta không có lệ thuộc vào nhau, trừ khi anh là một thằng bất tài vô dụng, right? Và hoàn toàn lệ thuộc nhờ ba má của anh gửi biếu xén để vô con cái job này, và anh không có một bất chút một tài năng nào hết, right? Và anh ký sinh hoàn toàn lên Khương thì anh sợ Khương chết mẹ luôn. Tại vì anh chỉ đến đây hút máu Khương thôi, right? Còn anh chả có giúp ích bất cứ thứ gì cho Khương hết. Nếu mình mang lại một cái biết là mình có thể mang lại được giá trị gì cho cái tập thể đó thì mình cũng có cái sự tự tin hơn. Là ngay từ ban đầu là hai bên cũng đang là win-win với nhau. Mình tin là mình là người có giá trị. Thì cái tự tin đó là cái bản lĩnh, anh luôn nói về chuyện đó, đúng không? Trong tất cả những cái video liên quan là bản lĩnh tự thân. Mình phải có cái bản lĩnh tự thân của mình, mình phải có cái tài năng, cái đóng góp, cái giá trị của mình. Và mình hiểu được điều đó cái mình tin vào cái giá trị của mình một cách điềm tĩnh hơn, một cách sâu sắc hơn, đúng không? Mình biết là mình không giỏi tất cả mọi thứ, nhưng mình giỏi cái này, mình đóng góp được cái này, mình tâm huyết với việc này. Thì khi mình clarify được cho mình cái đó, cái xong cái mình thấy cái vị thế của mình nó trở nên cân bằng hơn. Chứ còn thực ra sếp, lính, quản lý, nhân viên, cái đó nó chỉ là cái mát ở bên ngoài nhìn qua được cái đó để hiểu được cái bản chất của cái mối liên hệ của chúng ta là gì, bản chất của mối quan hệ của chúng ta là gì. Mình phải hiểu được cái rồi thì mình sẽ vượt qua cái nỗi sợ đó. Dễ không? Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của anh, nhớ bấm vào nút subscribe phía dưới và bật cái chuông lên để nhận được thông báo. Mỗi tuần anh sẽ đăng lên ít nhất là 2 video clip với những chủ đề giống như vậy dành riêng cho các bạn.